Chết xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa bà, thời gian vừa qua thì tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục thì có chiều hướng gia tăng, không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà ngay tại các đô thị lớn. Bà thấy như thế nào về vấn đề này ạ? Trong những ngày vừa qua, tôi và những cái bạn đồng nghiệp của tôi và rất nhiều nhà giáo cũng như là các anh chị phụ huynh học sinh có thể nói là đau thắt tim, uất hận vì thấy những cái vụ việc xâm hại tình dục trẻ em nó liên tiếp xảy ra và lại cái xử lý của các cơ quan tư pháp nó quá chậm. Đấy là một cái điều mà chúng ta rất đáng phải quan tâm và theo tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải báo động đỏ. Không thể thờ ơ được. Và cộng đồng đã lên tiếng rất là nhiều. Và vừa rồi thì rất nhiều người đã đứng ra tập hợp những cái nhóm, họ thu thập những cái chữ ký, những cái lá đơn, những cái thư để gửi cho Quốc hội, đề nghị Quốc hội phải vào cuộc và phải có những cái hình thức tăng nặng cái hình phạt ở luật như thế nào đấy để mà ngăn ngừa cái tội ác xâm hại tình dục trẻ em. Dạ vâng thưa bà, đối với những em nhỏ mà bị xâm hại tình dục thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về tâm lý cũng như sự phát triển của các em ạ? Trong cái nghiên cứu của tổ chức PLAN và cũng trong cái nghiên cứu của rất nhiều tổ chức NGO, trong cái nghiên cứu của UNPA đều thấy rằng những em nhỏ bị xâm hại tình dục kể cả đến khi trưởng thành thì đến gần 100% cái ám ảnh không phai mờ được trong tâm trí và nó theo các em đi suốt cuộc đời. Cái đau hôm nay nhưng nó sẽ kéo dài cả cái trong tương lai các em trầm uất, các em mặc cảm, các em tự ti, các em không tin ai hết, các em mất lòng tin trong cuộc đời, các em nhìn vào đâu cũng thấy người xấu, các em nhìn vào đâu cũng thấy những cái chuyện tiêu cực và nhìn thấy chỗ nào cũng là hình ảnh của cái kẻ tội phạm đã xâm hại thân thể các em. Và cái tội ác này, những kẻ tội phạm này phải loại ra khỏi cộng đồng chứ không thể để tồn tại được, vì cuộc sống của các em, vì tương lai của một cái đất nước chúng ta phải bảo vệ các em. Vâng thưa bà, rõ ràng tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em thì đang ngày càng diễn biến phức tạp và nhiều vụ việc thì có dấu hiệu bị chìm xuồng do tâm lý e dè và e ngại của các bậc phụ huynh cũng như các em nhỏ không muốn nói ra. Vậy thì trong thời gian tới chúng ta phải cần có những cái biện pháp như thế nào để tránh cái tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ nhỏ? Để ngăn ngừa được cái tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em, không chỉ riêng gia đình, không chỉ riêng trường học, mà phải gia đình, trường học, cộng đồng và nhà nước phải có một cái liên kết rất chặt chẽ. Chúng tôi nói theo cái từ của Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam, cái slogan của hội ấy, mà tôi là thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam, thì hội chúng tôi còn nói là trung tâm, trung sức, trung trí, bảo vệ an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em. Và như vậy, trẻ em của chúng ta mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc được. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.